khi những ý tưởng bắt đầu nảy nở. Công trình Việt theo đồng hành cùng bạn kiến tạo nên những không gian sống hoàn hảo. Với đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và tâm huyết, chúng tôi không chỉ xây dựng công trình mà còn đặt vào đó cả tâm huyết, tình yêu thương và tinh thần đoàn kết. Mỗi ngôi nhà chúng tôi xây dựng đều mang đậm dấu ấn riêng, là tổ ấm hạnh phúc của mỗi gia đình. Với công trình Việt theo, giấc mơ nhà đẹp trở thành hiện thực. Chi nhánh công trình Việt theo An Giang, tọa lạc tại số 269 B Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, tự hào với 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà trọn gói. Hơn 200 công trình đã được thiết kế và thi công trên khắp địa bàn tỉnh. Chúng tôi đã khẳng định được vị thế của mình. Thành công này là kết quả của sự đoàn kết, tin cậy và nỗ lực không ngừng của ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong chi nhánh luôn không ngừng học hỏi, sáng tạo và áp dụng những công nghệ kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng. Với tinh thần tiên phong trong phong cách kiến trúc và xu hướng xây dựng xanh, chi nhánh công trình Việt theo An Giang cam kết mang đến những giá trị bền vững cho mỗi công trình. Thương hiệu Việt theo là thương hiệu mạnh. Chúng tôi có trên 20 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng, một trong những tổng ty của tập đoàn đứng đầu Việt Nam. Thành ra quý khách hàng rất yên tâm về việc chọn Việt theo. Chúng tôi không bao giờ có khái niệm là bớt hay là giảm chất lượng. Cái thứ hai là chúng tôi có hệ thống giám sát 3 lớp. Thứ nhất là trực tiếp tại công trường. Thứ hai là lớp gián tiếp, là bao gồm từ cấp chi nhánh và tổng ty. Thứ ba là giám sát qua hệ thống camera, thì chủ nhà, quý khách hàng có thể xem trực tiếp hàng ngày. Và mỗi giai đoạn đều có biên bản nghiệm thu rõ ràng. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, thiết kế công năng để kết cấu phù hợp với từng khách hàng, từng gia đình. Câu khẩu hiệu chúng tôi là xây nhà có tâm, chọn người có tâm. Khách hàng yên tâm, chúng tôi xây dựng cho quý khách hàng với những gì hết tâm sức của chúng tôi, vì thương hiệu của Viettel, chứ không phải vì một cái gì khác mà khách hàng phải lo lắng. Với đội ngũ kiến trúc sư thiết kế chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp, trực tiếp chỉ đạo, quản lý và giám sát thi công, đảm bảo đúng thiết kế và chất lượng công trình, giảm thiểu phát sinh. 100% công trình có camera theo dõi do đội ngũ kỹ sư giám sát trực tiếp và được kiểm soát chất lượng bởi nhân viên quản lý. Từ đó, hạn chế các lỗi, rủi ro trong quá trình thi công. Chúng tôi không chỉ xây dựng những công trình mà còn chắp cánh cho ước mơ về những mái ấm hạnh phúc. Mang trong mình triết lý kinh doanh lấy sự tận tâm, nhiệt tình và chu đáo làm nền tảng, chúng tôi cam kết cung cấp những giải pháp hoàn hảo nhất, tạo dựng những không gian sống lý tưởng và bền vững cho mọi gia đình. Mỗi công trình chúng tôi thực hiện đều là sự kết tinh của kinh nghiệm, sự sáng tạo và lòng đam mê để mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Hai bên sau khi mà chốt được cái giá để xây dựng á, thì chỗ bên công ty cũng giao cho mình cái bản vẽ. Mình thỏa thuận với nhau cách làm sao mà bản vẽ cho vừa ý của chủ nhà cũng như nó đúng kỹ thuật bên công ty. Thì lúc đó thì mình mới chốt với bên công ty. Công ty đưa lực lượng xuống làm thì cảm giác yên tâm, tại người ta làm đúng bài bản, người ta đưa con người xuống đang làm đúng bài bản. Thời gian thi công thì cũng đạt yêu cầu. Phần hoàn thiện thì sau khi mà tư thiết bị xong cho nhà xong, tổng vệ sinh lại cho nó sạch sẽ trước khi bàn giao cho chủ nhà. Cái công tác giám sát thì mình yên tâm. Tôi thì làm việc tối ngày, tôi bỏ thí. Có gì thì alo cho đổi nhau thôi, chứ còn về mặt tin tưởng thì gia đình tin tưởng bên công ty thì tuyệt đối. Không có lo lắng gì phần mà chất lượng xây dựng hết trơn, yên tâm. Về chi phí thì trong hợp đồng của mình, giá tiền đó thì đến thời điểm mà này coi như gần xong thì không có xin đồng nào hết. Thì đối với công trình mà xây dựng của Viettel á, thì thứ nhất á, giá cả chuẩn, báo sao là mình sẽ không đúng giá đó, không có xin. Cái thứ hai là tiến độ xây dựng thì báo 120 ngày là đúng 120 ngày, tức là không có bị kéo dài thời gian. Cái thứ ba thì chất lượng ok, đến điểm này là ok, không có gì phần nào hết. Với lĩnh vực thi công đa dạng từ nhà phố, biệt thự đến khách sạn, từ thiết kế xây dựng đến thi công nội thất, chúng tôi không chỉ xây dựng mà mang dấu ấn riêng của mỗi khách hàng vào từng dự án. Mỗi công trình là một minh chứng cho sự tâm huyết của đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và nhân viên, những người luôn cháy bỏng đam mê với nghề. Chúng tôi luôn cập nhật những xu hướng thiết kế hiện đại, áp dụng các kỹ thuật thi công tiên tiến để tạo ra những công trình không chỉ đẹp về hình thức mà còn vững chắc về chất lượng, trở thành niềm tự hào cho cả đội ngũ nhân viên Viettel. Chi nhánh công trình Viettel An Giang cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ xây nhà trọn gói ba chuẩn: chuẩn báo giá, chuẩn chất lượng, chuẩn tiến độ. Điều khoản bảo hành bảo dưỡng được quy định rõ ràng trong hợp đồng, không phát sinh chi phí trong quá trình thi công. Liên hệ hotline 032706 7777 để được tư vấn xây nhà miễn phí.